Những kỹ sư sinh học này đang tìm cách in 3D các mô thay thế cho mô của con người và được tạo ra từ chính các tế bào của họ. Chúng tôi biết rằng hàng triệu người trên thế giới sẽ được hưởng lợi từ các nội tạng người có sẵn và hợp với cơ thể của họ. Thách thức lớn nhất là tạo ra các cấu trúc mạch máu phức tạp để nuôi sống các tế bào bằng cách đưa dưỡng chất và oxy vào mô và loại chất thải ra ngoài. Jordan Miller là một thành viên của nhóm phát triển máy in sinh học 3D. Máy sử dụng vật liệu hydrogel vốn thường được dùng trong nghiên cứu. Vật liệu lỏng này biến thành một chất đặc quánh khi do ánh sáng xanh vào. Phẩm màu vàng hấp thụ ánh sáng được cho thêm vào để chỉ một số phần nhất định đặc lại, tạo ra các cấu trúc mạch máu phức tạp. Nó cho phép ta có thể in mô một cách nhanh chóng và tạo được cấu trúc của các tế bào sống rất phức tạp trong chất liệu hydrogel mềm. Phổi với các túi khí như trong minh họa này cho thấy những gì mà in 3D có thể làm. Về oxy và máu bên trong, nó có thể thở và trông như thật. Để kiểm tra xem các tế bào có thể tồn tại và hoạt động trong mô in 3D bằng chất hydrogel hay không, các nhà nghiên cứu đã cây chúng vào những con chuột bị tổn thương gan các tế bào gan sống được sau khi cấy ghép. Các nghiên cứu bổ sung sẽ xem xét cách thức cấy ghép như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe của chuột ra sao. Miller cho biết đây chỉ là bước đầu của sứ mạng tạo ra các cấu trúc phức tạp hơn nữa của cơ thể người, không chỉ trông giống mà còn hoạt động như thật. Miller rất lạc quan về tương lai của việc sử dụng công nghệ này để tạo ra các mô người sống mà cuối cùng có thể dùng để cấy ghép. Vậy nên tôi hy vọng rằng không lâu nữa chúng ta sẽ có các nội tạng để thay thế cho người và thậm chí một ngày các bác sĩ có thể in các nội tạng thay thế bằng các tế bào từ cơ thể bệnh nhân